Rồi, lại một buổi sáng em gửi tới anh em yêu đam mê audio và anh em yêu chế độ. Đây là một sản phẩm làm theo ý kiến của bác khách đặt hàng. CD Toyota của bác ấy, em làm full hai loa piano toàn giải hai bên. Đấy, kết hợp với đầu Toyota, em làm e căng đầy đủ, rất là đẹp, cân đối. Đấy, anh em nhá, xem nhá. Dòng đầu này thì là dòng đầu mới của bác khách. Đấy. Làm theo kích thước 54 phân. Đấy, theo kích thước 54 phân của bác ấy yêu cầu. Và đường sau em ra 4 loa bình thường 1, 2, 3, 4 AV, AO, AV in các kiểu, nói chung là ao sắp ao tai nghe full mọi thứ. Đấy, bây giờ mở lên test demo cho bác khách. Radio 90 luôn. À nhầm. Đây 90, tăng tiếng đây. Nằm trên dải sơn mạch Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, rừng chế tạo được đánh giá là khu rừng nguyên sinh đẹp bậc nhất bởi còn khá nguyên vẹn với nhiều loại động thực vật phong phú. Rồi. Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải nằm trên địa bàn các xã Chế Tạo, Nậm Khắt, Lao Chải, Giấy Su Phình. Bỏ đĩa vào. Hình thù của nó đây bác nha, lắp luôn này nha, cho cân bằng này anh cho bác nhìn luôn này. Đây là em quay demo sản phẩm thôi, không tập trung vào chất âm đâu nha. Đây là quay cho bác nhìn cho rõ này. Rồi, xin cảm ơn bác nha. Ok.